sao có thể có một người lợi hại như vậy? Còn có thể trải qua những gì chứ? Trừ khi làm những chuyện đáng xấu hổ, trở thành người không biết trời cao đất dày. Anh ta biết đánh người, thì tôi sẽ tìm 10 người giỏi đánh hơn anh ta. Cha mẹ của cô ta, không phải anh vẫn đang khống chế sao? Ra tay với cha mẹ cô ta đi. Đúng, ra tay với cha mẹ cô ta. 5 năm trước, cô ta không chết, bây giờ, làm cô ta chết thêm lần nữa. Nam Phong tiên sinh, đã nghe ngóng được tin tức của cha mẹ ngài rồi. Ở đâu? Ở một khu tập kết bãi rác Nam Đồn. Đi. Bà già, đã lâu không gặp. Sao các người lại đến rồi? Xem bà sống có tốt không? Được, ông dám đẩy tôi. Chúng tôi đều bị các người hại thành thế này rồi. Con gái tôi chết rồi, chúng tôi đã đưa hết rồi. Các người còn muốn gì nữa? Chúng tôi không quản nhiều đến vậy. Lão đại bảo chúng tôi không được để các người sống tốt. Không ngờ, lúc đầu là đại phúc của Kinh Hải, giờ lại có thể thảm hại đến vậy. Hôm nay, các người phải đi với tôi. Các người đừng hại chúng tôi nữa, có được không? Ông cho rằng, tôi là đang thương lượng với ông à, lập tức dẫn đi. Lão già, ông không biết là con gái ông quay lại rồi sao? Cố Thắng Nam quay về rồi, Thắng Nam vẫn chưa chết sao? Đúng, tôi có thể giúp các người một nhà đoàn tụ. Được, được, tôi đi với các người, đừng tin lời anh ta. Cho dù Cố Thắng Nam trở về, em cảm thấy bọn họ sẽ đưa chúng ta đến gặp nó sao? Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, đi cho tôi. Lão già chết tiệt, dám cắn tôi. Dừng tay, Thắng Nam, mẹ. Cuối cùng con cũng trở về rồi. Mẹ cho rằng, không thể gặp lại con nữa rồi. Đa tạ ông trời, để tôi có thể gặp lại con gái. Cha mẹ, mấy năm nay là con không tốt, con không chăm sóc tốt cho bố mẹ. Về là tốt rồi, về là tốt rồi. Có phải Hồ Vũ cử các anh tới không? Không phải tôi, chúng tôi. Mấy năm qua các người đối xử với cha mẹ tôi như thế nào? Hỏi lại lần nữa. Mấy năm qua các người đối xử với cha mẹ tôi như thế nào? Cô nhầm rồi. Chúng tôi chỉ là nhận ủy thác của người khác. Chúng tôi cũng là bị người khác bắt ép. Hồ Vũ, đúng, chính là Hồ Vũ. Mấy năm qua cha mẹ tôi phải chịu bao nhiêu oan ức? Tôi sẽ làm hai người các anh trả giá 100 lần. Cầu xin cô, tha cho chúng tôi đi. Đừng trách chúng tôi là bị ép. Chính là do Hồ Vũ. Năm đó đúng là mắt mù. Hắn ta chính là đồ súc vật. Chuyện của Hồ Vũ, con sẽ tìm anh ta tính sổ. Con sẽ làm cho từng người Hồ gia phải trả giá đắt. Thắng Nam, Hồ gia bây giờ càng ngày càng mạnh. Bọn họ rất nhanh sắp khai trương rồi. Chỉ cần con trở về, chúng ta sẽ cùng nhau sống tốt, bình yên sống qua ngày là tốt rồi. Không cần, không cần phải đi trả thù bọn họ.